Thảo nhà mình cũng đã hát rất là hay. Còn dạ, hồi nào? Lộn rồi, đang chiều Cẩm Ly đây trời. Ủa, dạ, ơi. Ha. Em lo đi đường hố hàng. Cảm ơn em. Thì bây giờ bài của đang trường có thể tử Thảo là tiền của bạn. Tại vì Thảo là trường mới đi trước chứ. Bây giờ thì cho phép Huy sẽ gọi đến cái bài của bạn một tương tác. Mà một tương tác rất là tình. Cảm ơn em. Bây giờ bây giờ thì bắt đầu nhập xong không nhập xong rồi không nhập xong rồi
sắp tới đây là xuất hiện lên một cặp đôi đẹp của làng giải trí Việt Nam nè. Có điều là hơi bị tửng chút xíu.